Bản tin quốc tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tuyên bố quan hệ Nga-Triều Tiên trong bối cảnh mới. Tổng thống Putin mong muốn nhà đầu tư Việt Nam tích cực hơn nữa tại thị trường Nga. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO. Người phát ngôn quân đội Israel thừa nhận Hamas khó bị đánh bại. Tuyên bố quan hệ Nga-Triều Tiên trong bối cảnh mới. Tổng thống Nga Putin ngày 19 tháng 6 tuyên bố Moscow và Bình Nhưỡng đang đấu tranh chống lại bá quyền về chính trị, kinh tế và những lĩnh vực khác, trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố một quan hệ đối tác giữa hai nước đã thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời Tổng thống Putin nêu rõ, hôm nay chúng ta đang cùng nhau chiến đấu chống lại chủ nghĩa bá quyền và thông lệ thực dân mới. Tổng thống Putin còn nhấn mạnh, hiệp ước mới được ký giữa Triều Tiên và Nga quy định hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một trong hai nước phải đối mặt với hành vi gây hấn từ bên ngoài. Ông Putin nói, hiệp ước hợp tác toàn diện được ký ngay hôm nay cung cấp sự hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có hành vi gây hấn nhằm vào một trong hai bên tham gia văn kiện này. Tổng thống Nga gọi đây là một văn kiện đột phá, sẽ đưa quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới. Ông Putin cũng không loại trừ hợp tác kỹ thuật quân sự với Triều Tiên và cảm ơn quốc gia Đông Bắc Á này đã hỗ trợ chiến dịch của Moscow tại Ukraine. Nhà lãnh đạo lâu năm của Nga tuyên bố Moscow và Bình Nhưỡng sẽ sát cánh cùng nhau để đối phó với sự bóp nghẹt do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Putin khẳng định Nga và Triều Tiên có chính sách đối ngoại độc lập và không dung thứ cho ngôn ngữ tống tiền và mệnh lệnh. Chúng ta sẽ tiếp tục phản đối việc áp dụng các biện pháp trừng phạt như một công cụ mà phương Tây đã quen sử dụng với mục đích duy trì quyền bá chủ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và những lĩnh vực khác. Ông Putin nói thêm, tôi xin lưu ý rằng chế độ hạn chế vô thời hạn do Mỹ và các đồng minh của nước này tại Đồng bảo an Liên Hợp Quốc khởi xướng đối với Triều Tiên cần được xem xét lại. Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá hiệp ước được ký kết giữa hai nước là một văn kiện vĩ đại, qua đó đảm bảo trung thực cho mối quan hệ Triều-Nga trong một thế kỷ. Ông cho biết thêm, văn kiện này góp phần vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và sẽ đặt tình hình an ninh của cả hai nước trên một nền tảng đáng tin cậy hơn. Theo ông Kim Jong-un, hiệp ước chỉ mang tính phòng thủ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn ca ngợi Tổng thống Putin là người bạn thân yêu nhất của Triều Tiên. Một quan hệ liên minh ngày càng khăng khít giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã gây ra sự báo động tại Hàn Quốc cũng như tại phương Tây và Ukraine. Hoa Kỳ và các đồng minh đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn dược và tên lửa cho Liên bang Nga để bắn vào lãnh thổ Ukraine. Kiev cho biết đã tìm thấy các mảnh đạn dược của Triều Tiên trên chiến trường. Tổng thống Putin mong muốn nhà đầu tư Việt Nam tích cực hơn nữa tại thị trường Nga. Nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, trong một bài viết đăng trên báo Nhân dân, có ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng thống Nga Putin đã chia sẻ về tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Chúng tôi hy vọng rằng các nhà đầu tư Việt Nam cũng sẽ tích cực tận dụng hơn nữa những cơ hội rộng lớn sẵn có tại thị trường Nga. Lấy ví dụ cho điều này, Tổng thống Putin dẫn chứng tập đoàn TH của Việt Nam đang xây dựng các nhà máy chế biến sữa ở khu vực Moscow và Kaluga, cũng như lãnh thổ Primorsky. Theo Tổng thống Putin, điều quan trọng là cả hai nước phải không ngừng quan tâm sâu sắc đến việc tăng cường thương mại lẫn nhau và kích thích đầu tư. Thống kê ở nước Nga, vào năm 2023, kinh ngạch thương mại song phương đã tăng 8% và trong quý 1 năm 2024, hơn 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Thực phẩm, nguyên liệu khoáng sản, máy móc, thiết bị được xuất khẩu sang Việt Nam. Nhiều mặt hàng Việt Nam bao gồm quần áo, trái cây, rau quả và các sản phẩm nông nghiệp khác tìm được người tiêu dùng trên thị trường Nga. Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam ký kết năm 2015 giúp củng cố và phát triển những xu hướng tích cực này. Nhà lãnh đạo Nga đánh giá lĩnh vực năng lượng vẫn là lĩnh vực hợp tác song phương có tầm quan trọng chiến lược. Liên doanh với Sopetro đã phát triển các mỏ trên thềm lục địa Việt Nam trong hơn 4 thập kỷ cho thấy hiệu quả cao. Khối lượng dầu do Sopetro sản xuất trong những năm qua vượt qua 250 triệu tấn. Ngoài ra, công ty liên doanh Rusviet Petro được thành lập năm 2008 đang hoạt động thành công tại khu tự trị duy nhất của Nga. Trong điều kiện khó khăn của vùng Viễn Bắc đã khai thác được hơn 35 triệu tấn dầu từ dưới sâu. Đổi lại, Gazprom sản xuất khí đốt tại Việt Nam và một công ty lớn khác của Nga là Novatek dự định triển khai các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng trên lãnh thổ Việt Nam. Một sáng kiến đang được phát triển nhằm thành lập một trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Rosatom. Về vấn đề này, Tổng thống Putin muốn lưu ý rằng doanh nghiệp nhà nước Nga nhìn chung sẵn sàng giúp đỡ các đối tác Việt Nam trong việc hình thành ngành năng lượng hạt nhân quốc gia, bao gồm cả việc tăng cường tiềm năng của nhân lực. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19 tháng 6 khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ có thể tham gia NATO vì liên minh này đã đặt ra một điều kiện bất khả thi đối với chính quyền Kiev, đó là đánh bại Nga. Trả lời họp báo, bà Zakharova nêu rõ, NATO biết rằng sẽ không ai có thể đánh bại được Nga. Không một tổng thư ký NATO nào dám thừa nhận công khai điều này, nhưng có thể một ngày họ có thể thừa nhận lý do tại sao ngay từ đầu họ lại thực hiện một hành động mạo hiểm như vậy. Về cơ hội Ukraine tham gia Liên minh châu Âu-EU, bà Zakharova cho hay khối này gây tiếp cận tương tự như NATO. Bà Zakharova kết luận EU đã trở thành một cánh tay kinh tế của NATO và họ cũng đã đặt ra cái giá mà họ mong đợi người dân Ukraine phải trả để trở thành thành viên EU và lợi dụng chính quyền Kiev để gây ra một thất bại chiến lược cho Nga với khoản tiền từ phương Tây. Đồng quan điểm, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên của NATO, đồng thời cảnh báo khối quân sự do Mỹ đứng đầu tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước tuyên bố rằng chúng ta cần đảm bảo Ukraine sẽ thắng thế trước Nga. Đó là điều kiện tối thiểu để Ukraine trở thành thành viên của liên minh. Người phát ngôn quân đội Israel thừa nhận Hamas khó bị đánh bại. Người phát ngôn quân đội Israel ngày 19 tháng 6 thừa nhận Hamas không thể bị đánh bại như một hệ tư tưởng. Buộc chính phủ nhanh chóng tái khẳng định Israel vẫn cam kết tiêu diệt nhóm phiến quân Palestine. Hơn 8 tháng chiến tranh, châm ngòi, vụ tấn công chưa từng có vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas nhằm vào Israel đã không thể đánh bật để các chiến binh Hồi giáo khỏi lãnh thổ Palestine nhưng lại gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đốc Daniel Hagari nói với kênh 13 của Israel, Hamas là một hệ tư tưởng, chúng ta không thể loại bỏ một hệ tư tưởng, nói rằng chúng ta sẽ khiến Hamas biến mất, giống như ném cát vào mắt người ta. Nếu chúng ta không đưa ra giải pháp thay thế, thì cuối cùng Hamas vẫn tồn tại. Phát biểu của ông Hagari nhanh chóng bị văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ. Nội các của ông đã tuyên bố cuộc tấn công vào Gaza sẽ không kết thúc cho tới khi Hamas bị đánh bại. Văn phòng của ông cho hay, nội các chính trị và an ninh cho Thủ tướng Netanyahu đứng đầu xác định một trong những mục tiêu của cuộc chiến này là phá hủy năng lực quản lý và quân sự của Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel tất nhiên cam kết mục tiêu này. Một thống kê của hãng tin AFP dựa trên số liệu chính thức của Israel cho hay vụ tấn công ngày 7 tháng 10 gây ra chiến tranh đã khiến 1.194 người tại Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Phiến quân cũng bắt giữ 251 con tin, trong số này 116 người vẫn còn tại Gaza. Mặc dù quân đội xác nhận 41 người đã chết, cơ quan y tế Gaza cho hay cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm loại bỏ Hamas đã sát hại ít nhất 37.396 người tại Gaza, chủ yếu là dân thường.